Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay chúng ta cùng đến Thiên Hà Audio để trải nghiệm xem hai dòng loa danh giá đến từ Anh Quốc thì nó chung những điểm gì và nó có khác nhau những điểm gì. Đầu tiên đó là dòng Tannoy Canterbury GR và dòng thứ hai là dòng Fine Vintage. Đây là hai dòng loa thượng hạng đến từ nước Anh. Như các bạn nhìn thấy thì người chơi thì ai cũng biết là đất nước Anh thì luôn sản sinh ra những dòng audio rất nổi tiếng như là dòng loa Canterbury GR này. Đó chính là dòng loa Tannoy thì nó có từ thập niên 45 năm trước. Và đến bây giờ thì nó vẫn đang hiện diện ở tất cả các showroom, các đại lý và tất cả các nhà chơi. Và nhiều người ta vẫn còn mong muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về dòng Tannoy cũng như là dòng tiếp theo, đó chính là dòng Fine. Đây là một kỹ sư đã tâm huyết làm rất nhiều năm cho hãng Tannoy nhưng sau đó tách ra để sở hữu riêng cho mình một cái hãng gọi là hãng Fine. Và hãng Fine này thì nó cũng có những cái nét tương đồng giống như là dòng Tannoy nhưng mà nó có một số các cái ưu điểm nó cũng hơi khác. Và qua cái nhìn nhận này thì chúng ta sẽ thấy là mình cần nên mua cặp loa nào so với cả các cái tiêu chí mình đã đưa ra. Như các bạn nhìn thấy thì hai cặp loa để cạnh nhau thì nó có những cái nét hao hao đúng không ạ? Và đầu tiên thì chúng ta đều sử dụng màu gỗ vân óc chó rất là đẹp. Đấy là cái tối thượng của trong các dòng GR Vintage của hai dòng. Và đều chiều cao thì cũng xem nhau, nó khoảng gần 1m1, một bên 1m0, bên này thì 1m09, bên lại 1m1. Và bề rộng của bên này thì là rộng bên tới 70, nhưng sâu chỉ có 48cm. Còn bên này thì lại xu hướng làm thùng thì lại là thùng 56-56, tức là bề này và bề này nó đều ở dạng 56cm. Đó là những cái sự khác biệt một chút về cái thùng loa. Và thùng loa nào thì sẽ có lợi thế hơn? Nếu như theo các chuyên gia đánh giá thì chắc chắn thùng Fine sẽ có lợi thế hơn một chút nhất định về cái giảm được cái độ ồn, vì cái thùng Fine nó sẽ làm được cái triệt tiêu sóng đứng tốt hơn. Và dòng này thì nó sẽ vẫn ảnh hưởng tới cái thùng vuông theo tính truyền thống của người Anh. Còn về phần củ loa thì tôi không so sánh nhiều về cái phần to nhỏ của củ loa mà tôi muốn so sánh về cái nguyên liệu để làm đến củ loa. Thì củ loa của Tannoy thì người ta dùng bằng bát bằng giấy và gân vải xếp được đã được dầu để cho nó mềm và được hoàn toàn là bằng bột tinh giấy nhé. Và ở trong thì có một cái hệ điều hành, đó là Twitter. Và Twitter của dòng Tannoy thì cũng dùng củ nam châm Neodymium. Đây cũng là một trong củ nam châm đắt hàng đầu thế giới. Nhưng mà khi các bạn nhìn sâu ở trong thì các bạn sẽ thấy cái củ loa của Tannoy này nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nó nhỏ hơn một chút và độ khuếch đại phóng âm thanh thì nó dựa vào cái màng loa này nhiều hơn. Các bạn sẽ nhìn thấy cái độ cong này. Đó. Đây là một yếu tố định pha chính xác cực kỳ luôn ạ. Và toàn bộ cái gân này thì được ứng dụng ở trong củ nam châm Neodymium kép. Đây là một trong những củ nam châm mà hàng đầu thế giới hiện tại người ta đang sử dụng. Và cũng là một thế mạnh của dòng Tannoy, khi bát bằng giấy thì bao giờ thì âm thanh nó cũng sẽ rất là tự nhiên và có độ trung thực khi chúng ta nghe những dòng nhạc ra cao truy hoặc là những dòng nhạc mà có sử dụng nhiều đến cái khí của thùng âm nhạc ấy, tức là thùng kèn hay là thùng đàn ấy, thì là các bạn sẽ cảm nhận nó rõ rệt hơn. Còn phía bên này, với dòng Fine thì người ta lại dùng sợi đa sợi, tức là sợi mảng to. Trông nhìn lướt qua thì chúng ta sẽ cảm nhận giống như là composite. Và người ta lại ứng dụng một cái gân, đây là gân Fine Fruit, tức là người ta giống như gân kèn đấy. Và hai yếu tố này thì một bên gân vải và bên gân cao su. Và bên này thì nó sẽ có cái sự kết dính, nó sẽ rất là chắc chắn. Và với dòng này thì người ta cũng sử dụng củ nam châm Neodymium. Đó cũng là một cái tiêu chí để được làm sản phẩm hay. Nhưng mà bên củ Fine này thì người ta hướng tới cái giải âm trung nhiều hơn. Nên chính vì vậy ở cái tần số 5 ki thì người ta sẽ đưa vào cái giải âm trung của cái họng kèn nó rộng hơn, to hơn. Nó rộng lên tới 7,5cm và đằng sau hộp kèn có một cái hộp mà gọi là tiêu âm phụ bằng nhựa để người ta làm cho cái âm thanh nó được trong trẻo, tự nhiên hơn và sâu lắng hơn. Và khi các bạn nghe nhạc Fine này, dòng Fine này thì các bạn sẽ thấy cái giải trầm nó đâu đó nó giống cái dòng kinh đầm của dòng Tannoy. Chứ nó không êm dịu mà nó không xuống giống như là dòng GR của dòng Tannoy mà nó giống dòng kinh đầm. Đó là một cái tiêu chí rất hay. Và về tất cả những cái củ loa và thùng loa và vân gỗ của thùng loa thì các bạn đã nhìn thấy, nhưng bây giờ nó đã được sinh ra cái sự khác biệt. Là với dòng Tannoy GR này thì lỗ thoát hơi nằm đâu? Như các bạn nhìn thấy rất là khó nếu như nhiều người chơi còn không biết nó nằm ở chỗ nào. Vì các bạn nhìn thấy xung quanh thùng loa là nó vuông thanh sắc cạnh, nó cứng hết rồi. Dưới bụng thùng loa cũng không có. Tất cả đây nằm ở trên nghệ thuật, nó nằm chỗ này. Vâng, khi các bạn dùng đây thì các bạn có thể kéo được cái thanh lan này lên để có thể mình đóng được thùng loa này.
và mở thùng loa này ra để đây chính là lỗ thoát hơi. Và lỗ thoát hơi này thì nhiều người sẽ hỏi nó có công dụng gì? Vâng, lỗ thoát hơi này để nó tăng cái độ trầm lên và cái độ chính xác của âm thanh lên khi đóng vào thùng kín. Nhưng mà ngược lại thì cái lỗ thoát hơi này nó lại bị ảnh hưởng tới cái là phải cần công suất âm ly lớn hơn thì mới tải áp nó chính xác được. Còn nếu âm ly nhỏ thì lại là một điều rất là tệ cho cái cặp loa này. Đó, nhưng mà người Anh thì người ta lại dùng cái lỗ thoát hơi ở bên cạnh này thì trông nó thực sự là nghệ thuật. Còn với dòng file thì người ta lại dùng lỗ thoát hơi ở phía dưới gầm này. Bắt chắc xít, tức là đây là người ta dùng cái hệ thống lan tỏa và với công nghệ mới nhất bây giờ trên toàn thế giới đang sử dụng cái hệ thống thoát hơi này, và hệ thống thoát hơi này lan tỏa 360 độ, tức là tỏa lan đều chứ không phải là hệ thống thoát hơi giống như đằng trước của dòng Tannoy. Nó vẫn còn một số cái mà nó chưa được hoàn hảo như cái dòng file này. Dòng file này thì nó có lỗ thoát hơi là lan tỏa 360 độ, và bên cạnh này người ta lại còn dùng thêm một hệ thống coi như một hệ thống gọi là căng vải ở đây để người ta giữ lại một chút trầm để trong cái âm thanh, nên khi chúng ta nghe thấy dòng file là xuống âm thanh chắc, sâu, êm nhưng mà lại không gây tiếng ồn. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời, khi tôi nghĩ là cái đây là giống như là những cái dòng của dòng Studebaker, người ta cũng dùng cái hệ thống lan tỏa đó, người ta sẽ làm cho âm thanh nó trượt và nó sẽ có độ lan tỏa êm hơn, sâu hơn. Thì đó là một cái điều thứ hai. Còn khi về nói về dòng Tannoy thì người ta cũng đưa vào cái hệ thống chỉnh ở cái nút Edron, tức là những cái tần số từ 5 ki xuống 1 ki hoặc lên trên 20 ki thì người ta sẽ sử dụng bằng tất cả các nút này để người ta chỉnh thêm. Tức là trong điều kiện mà người chơi mà cảm thấy là cái thiếu ở giải trung trung cao hoặc giải cao thì người ta có thể chỉnh thêm ở bên này. Và trên này thì nó cũng là một hệ thống để trang trí luôn cho các bạn nhìn thấy, trông rất là đẹp đúng không ạ? Cái gì cũng thế, rất là ưu việt về màu vàng, cộng cả bộ vân gỗ, cộng thêm với cả những cái vương miện này thì cũng được đánh giá rất là cao ở trong các cái dòng loa này. Còn với dòng file thì người ta lại sử dụng một cái hệ thống bằng chỉnh như đồng hồ này. Đây là các bạn dùng như này là mắc này, tức là các bạn đang giảm ở về tần số 1 ki và các bạn tăng lên hết thế này thì nó ở tần số khoảng trên 10 ki hoặc có cao hơn nữa này. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái tai người nghe và cảm nhận. Và dòng file chỉ có một đồng hồ đấy không? Không phải. Nó còn có thêm một hệ thống hỗ trợ đằng sau nữa, đó cũng là một cái hệ thống tăng đều của các giải, của giải âm cao lên để cho nó phù hợp với cả người chơi, tức là có nhiều cái sự lựa chọn. Và dòng file này thì lấy trên cái đồng hồ của cái đồng hồ này thì lại giống như là một cái chữ vintage ở đây. Và bên này thì có ba cái thanh lên và cái gỗ này thì hoàn toàn bằng nụ cũ nu nhé. Và hướng xả hơi thế này rất là hoàn hảo và đẹp. Hai dòng này thì tôi cũng đã giới thiệu gần xong cho các bạn. Còn bây giờ thì đến phần e căng. Với dòng file thì chúng ta sẽ dùng một cái e căng như này. Vâng, mặt bằng trong thì bằng cước nhựa. Còn phía mặt bằng ngoài này. Và trên này thì nó có một chữ file audio và một cửa anh hình chéo tam giác xuống. Và dòng file này thì lại không dùng chìa khóa mà người ta lại dùng vào hệ thống hít bằng nam châm. Tương đối là chặt và chắc chắn. Như tôi đóng thử cho các bạn nhìn. Đó. Tương đối chặt và chắc chắn. Còn với dòng Tannoy thì người ta lại dùng sang một cái e căng. Nhưng mà e căng của dòng Tannoy thì nó vẫn mang tính chất cổ điển classic. Đó chính là phải dùng một chiếc chìa khóa để mở nó ra. Và khi đưa vào thì các bạn có bao giờ cũng phải đưa hèm trên này vào và các bạn sẽ mở bên này. Còn về mặt e căng thì tôi nghĩ là các kỹ sư đã nghiên cứu rất kỹ để làm sao có được cái sự thoát tiếng và cái sự giữ được cái âm thanh tiếng nó là trung thực. Và để hai dòng này thì nó đều có một cái độ nhạy là 96 dB và trở kháng là 8 ohm nên nó rất tương thích và đồng đều nhau. Nhưng khi các bạn nhìn kỹ vào thì các bạn sẽ thấy là hai cái loa này nó sẽ không nằm cùng một vị trí, mà dòng file này nó sẽ cao hơn và dòng Tannoy thì nó sẽ xuống thấp hơn. Nhưng ngược lại dòng file này thì lại có cái dải trầm xuống sâu hơn, dải trầm của dòng file này xuống đến tận 24 Hz và dải cao lên 25 ki. Nhưng dòng Tannoy này thì lại không được cái xuống sâu được như vậy. Thì tôi cũng nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ đó là do các kỹ sư, tức là đã nghiên cứu và làm về cái bộ phận phân tần tách nó ra để làm sao cho nó phù hợp và các cái sự nó phải đồng pha. Thì cái đó là mình tôn trọng các cái sự suy nghĩ và cách làm việc của các kỹ sư. Và đằng sau khi nói đến đó thì tiếp tục đến cái bộ phận phân tần. Thì với dòng file này thì có một cái sự vượt trội nho nhỏ một chút về phân tần, đó là phân tần đã được ngủ đông ở trong 198 độ âm và sau đó được giã đông. Và khi đưa vào sử dụng thì tất cả các định dạng đó nó được ổn định ở trong một thời gian rất là dài.
Và đó là một cái sự nghiên cứu rất lâu của tiến sĩ Paul Mew, tức là đã đưa ra 35 năm rồi, để đưa ra một cái triết lý âm thanh, tức là nếu dòng loa mà đã có các bộ phận linh kiện tốt thì cái bộ phận phân tần nó chiếm một cái con số rất là đáng kể ở trong cái hệ thống của loa này, đó là phải ngủ đông và để làm âm thanh được sạch sẽ và tinh khiết nhất. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhường lại để cho hai cặp loa này cùng trình diễn trên một hệ thống của hệ thống Akufei. Đây là những hệ thống cao cấp nhất của hãng E800, đây là một bản đặc biệt của hãng để khi sản xuất ra kỷ niệm 5 năm thành lập hãng. Và dòng CD và DA thì chúng tôi sẽ dùng DC950, đây là số 1 của hãng Akufei. Như các bạn nhìn thấy, tất cả đã được ngâm nóng, tất cả đã được sẵn sàng và bây giờ âm thanh âm nhạc sẽ để dành cho các bạn. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tương nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mông. Người yêu dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi. Anh đang chơi với người ấy đã vô tình. Khi đường đời không cùng lối đi. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tương nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mông. Người yêu dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi. Xưa xóa nhòa, anh đang chơi với người ấy đã vô tình. Khi đường đời không cùng lối đi. Vâng, sự lựa chọn dành cho các bạn. Các bạn có thể chọn tannoy hoặc file. Với nhu cầu thiết yếu của mình thì các bạn hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi để trải nghiệm hai cặp loa này, xem cái nhu cầu thiết yếu của mình đến đâu. Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà. Hẹn các bạn vào ít phút sau.